Giới thiệu tới bạn cái ống nhòm dùng cho chơi gôn nhé, chơi gốp của thương hiệu shop Navi này. Nó có cả đèn led nhé, đèn led màu đỏ luxury nhé, màu đỏ. Đây là hộp này, hộp sản phẩm của nó, nguyên hộp này. Đó, hàng của made in Japan luôn này, hàng nội địa của Nhật nhé, made in Japan. Bên mình đặt trực tiếp từ bên Nhật về, mã vạch này, đầu 45, đầu của Nhật này, Made in Japan này, shopnavi.jp. Tất cả thông số mã vạch thì đều là của Nhật, hàng nội địa Nhật sản xuất luôn. À, hộp này, đấy, bóc ra này, kéo dây này. Đó. Và đây là hộp sản phẩm của nó. Đó. Hộp thì nó làm bằng cái hộp giấy thôi. Đây, màu này màu white, màu trắng nhá. Cái này thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng, tùy mình chọn thôi. Shop Navi. Hộp nó đóng giống hệt như kiểu là hộp của đồng hồ đeo tay ấy. Trong hộp này, hộp thì nó có mút để chắn, để giảm sóc này, khỏi bị va quệt va đập đấy. Đây là trong này nó có cái mã vạch này của hãng này, Shop Navi này, và một vài những cái tem này. Đây là cái khăn này, đây là cái khăn nhé, khăn để mình lau, ví dụ như là có những cái nó giống như của kính ấy, khăn lau kính kiểu kiểu như thế. Thì ống nhòm nó sẽ có đầu ống nhòm, ví dụ mình cầm vào mồ hôi vân tay nó bám vào thì mình có thể lấy khăn này mình lau cho nó sạch. À, hướng dẫn sử dụng này, đều tất cả đều bằng tiếng của Nhật hết nhé. Đó, đây, hướng dẫn sử dụng này, đều bằng tiếng của Nhật hết. Và loại này thì nó là ống nhòm, nó đo khoảng cách thì nó sẽ là có một mắt nhé. Ống nhòm này là ống nhòm một mắt. Và bộ cáp sạc này, nó cho một cái dây cáp đầu USB Type-C, đầu vào là USB, còn đầu ra là Type-C nhé, dòng phổ thông. Đây, và máy này, ống nhòm này. Ống nhòm thì nó đựng trong một cái bao da này, Shop Navi này, các bạn có thể thấy này. Đó, và bao da nó có cái nam châm hút như đây, các bạn thấy tròn tròn này, nó là cái nam châm này đây, để mình hút, để nó hút vào đấy. Và đây là ống nhòm này, khá là nhỏ gọn này, để trong lòng bàn tay được nhé, đây, để trong lòng bàn tay này. Hiệu Shop Navi, voi đẹp laser Rilero, tia led màu đỏ. À, đây bên trên này, có nút nguồn này và nút chế độ này, nút nguồn và nút chế độ nhé. Đây, đây là ống mình nhìn vào này, mình nhìn vào, và đây là đầu để soi ra nhé. Đây, mình nhìn qua đây, và cái chỗ này là chỗ sạc pin nhé, vì là trong cái ống nhòm này này, đây các mình bật lên này, đấy các bạn có thể nhìn thấy cái tia đỏ đỏ, tia led đỏ đỏ này. Đấy. Thì nó sẽ dùng pin nhé, và khi hết pin thì mình sẽ nạp vào đây. Và có tặng kèm dây cáp này, mình nạp vào, nạp điện vào nhé, thì mình mới nhìn và đo được khoảng cách để mình chơi gôn. Đó. Đấy. Để một vài giây không dùng là nó sẽ tự động nó tắt, thì mình ấn nút này, ấn nút nguồn nó sẽ lên đỏ đỏ đấy, các bạn có thấy đấy, đấy đỏ đỏ đây nhé. Và để vài giây thì nó tự động nó sẽ tắt nếu mình không dùng, và thay đổi chế độ này, gần xa này, thì lúc đấy thì mình phải nhìn sát vào cơ thì mình mới thấy được khoảng cách của nó. Thì xong rồi ấn mode mode này thì nó sẽ là thay đổi chế độ này. Đấy. Và ngoài ra có cái gen xoáy nhá, ở đây này, bạn có thể thấy này, gen xoáy này, mình xoáy gần, xoáy xa, đo đo cự ly gần, cự ly xa này, và điều chỉnh này. Đấy. Và bên này nhé, bên trên này nó sẽ là một cái ống này, bên dưới nó sẽ đo khoảng cách này. Đấy, mình có thể thấy. Đấy, và khi bấm sáng đèn này, ở đây nó còn có một cái tia sáng nữa cơ, mình chọn nó sẽ sáng lên màu xanh. Cạnh đây, cái này nó có chống nước nhá, tai si này, các bạn có để sạc này, không sạc nữa thì mình lại nắp vào để nó bảo vệ khỏi bị nước nó vào nhé. Và thông số này, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhé. Thông số mã vạch này, đây là mã của cái máy này, mã model của máy. Ống nhòm đo khoảng cách nhìn rất là xa.
Ống nhòm chơi gôn ấy thì nó khác với ống nhòm bình thường. Đó là nó sẽ đo được khoảng cách, đo được kích thước từ quả bóng cho đến cái lực mình đánh các thứ đấy, thì nó sẽ đo được khoảng cách. Còn ống nhòm bình thường thì nó chỉ là nhìn xa thôi. Còn ống nhòm này thì nó vừa nhìn xa mà vừa đo được khoảng cách nữa. Đó, nên là ống nhòm chơi gôn thì nó sẽ giá thành nó sẽ cao hơn nhé. Đó, và loại này là ống nhòm nhìn một mắt này. Nhìn một mắt nhé. Và cầm, đây cầm khá là nhỏ gọn, nút bấm ở trên này tiện để có thể điều chỉnh. Màu trắng nhìn rất là đẹp. Ngoài màu trắng này ra thì có cả màu đen, tất cả đều đen luôn. Còn cái này là chủ đạo là màu trắng và phối đen. Ok, thì nếu các bạn có nhu cầu muốn mua ống nhòm này hoặc là ống nhòm loại khác từ bên Nhật về, hàng của Nhật, thì có liên hệ bên mình qua số hotline bên trên góc màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các video tiếp theo ạ.